em nghĩ là nó là cái với Lâm bạn nữ của em thì em thấy nó là một cái sự trân trọng, kiểu tình cảm đáng quý trân trọng ấy, tại vì em cảm giác là em không biết nhảy cho nên là em thấy là Lâm là người kiên nhẫn mà tập đi tập lại với em phải có khi một động tác đến 50 lần ấy, nhiều lúc em cảm thấy rất tội rất thương cho Lâm ạ. Còn cái kia thì Cái gì ạ? cái sắp sắp đấy ấy, cái sắp ấy, cái sắp ấy. Cái sắp em chưa biết được. nhưng mà nói chung là cũng có một chút gì đó đúng không? Cái em chưa biết. Em chưa biết. Em chưa biết. Cố lên nha em. Vì Lâm em sẽ giảm cân.